Làm em không rung quá lên lộn rung bất cứ thì phải. Nhưng mà bên nào em cũng nghe được. Moshimas nên đều anh yêu kêu sai đệ des hiện tại Darato ni aru Nihon gaisha de shushoku shite imasu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Rồi coi như bữa nay á là gia đình bên đàn trai, sau đó là nghe hiểu được hiểu hiểu đi về nghe. Cô dâu người Nhật nghe. Ok, arigato. Dạ. Yeah. Bây giờ dịch ra tiếng Việt được không ạ? Dạ, dạ được ạ. Dạ, lời nói đầu thì xin gửi lời chào đến ban tổ chức chương trình, hai MC là cô Hồng Vân và anh Quyền Linh, cùng tất cả quý khán giả xem đài. Em tên là Nguyễn Hiền Thảo Vy, hiện là 29 tuổi, làm việc ở Đà Lạt. Chức vụ là thông dịch viên tiếng Nhật và thư ký. Dạ, hôm nay thì đến chương trình, rất là mong mọi người cổ vũ động viên tinh thần ạ. Hết hồn tưởng cô dâu người Nhật. Dạ, cũng có một đoạn thời gian ở bên Nhật. Dạ. Rồi mời em trai. Dạ, em trước tiên là em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào gia đình hai bên. Và chào bạn nữ kế bên. Và tất cả các anh chị trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Văn Trí, sinh ngày 20 tháng 10 năm 89. Nhưng mà tuổi thật của em là năm 87. Hiện tại em đến từ thành phố Cần Thơ, sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là bên thiết kế quảng cáo. Ủa em là ở quận mấy, làm ở quận mấy? Dạ em đang công tác ở quận Tân Bình. Tân Bình, còn bạn gái là ở Đà Lạt luôn hả? Dạ. Ở thành phố... Em làm việc ở Đà Lạt luôn hả? Dạ đúng rồi. Ồ vậy đó hả, cha nghìn trùng xa cách quá. Đi du lịch Đà Lạt thường xuyên. Dạ. Em trai, em có điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho đàn gái người ta biết đi. Dạ điểm mạnh của em là luôn vui vẻ, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người, có tính cầu tiến, không hút thuốc, không uống rượu, cũng không cờ bạc. Rồi. Còn cái khuyết điểm của em là gục ghè hay trong giao tiếp, giống như thiếu tự tin trong giao tiếp. Hay, bạn gái ưu điểm khuyết điểm thế nào? Dạ em thì cũng có tính khá là giống bạn nam, cũng hòa đồng vui vẻ, lạc quan yêu đời. Em thì cũng có một cái tính là cầu toàn. Thì em vừa thấy là khuyết điểm vừa là ưu điểm. Trong đó thì đối với công việc thì em hết mình, nhiệt huyết, nhưng mà vì cầu toàn quá cho nên nhiều khi hơi cứng nhắc thì cũng cần nên sửa. Như em thì cũng có nóng tính. Có ghen không? Ghen thì cũng chưa biết, tại vì cũng chưa ghen bao giờ. Vậy đó hả? Mình xui đúng không? Dạ, yêu nhiều thì sẽ ghen. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình dài nhất là bao năm? Dài nhất là 3 năm. Tại sao chia tay? Khi mà em lên thành phố đi học và đi làm tiếp á, thì trong thời gian người ở Sài Gòn với người Cần Thơ, do một cái khoảng cách giống như xa mặt cách lòng, xa mặt nó cách lòng, rồi bạn nữ quen người khác rồi chia tay. Rồi cái mối tình thứ hai thì cách đây 5 năm em cũng có quen thêm một người nữa, nhưng do cái hoàn cảnh hai bên nó không được ưng ý nên phải chia tay. Còn em thì sao? Dạ em thì cũng có 3 mối tình, cũng chia tay tầm 4 năm rồi. Lý do gì tại sao chia tay? Dạ thì bạn ấy có người mới. 3 bạn mà. Bạn đầu thì xa nhau. Dạ nên là cũng khoảng cách coi như là xa mặt cách lòng. Dạ bạn sao? Thứ hai thì bọn em đơn giản chỉ là bạn thôi. Cũng cho nhau thời gian tìm hiểu nhưng mà thấy cũng không hợp nhau lắm. Nên cũng chia tay. Bạn cuối cùng thì cũng yêu được một thời gian khoảng hơn 1 năm thì bạn ấy có người mới nên là bọn em cũng chia tay. Bạn đó là người Việt hay là người Nhật? Dạ cả 3 đều là người Nhật. Đều là người Nhật hết. Vậy ha, lần này thì thôi mình ta về ta tắm ao ta đi ha. Dạ đó, dù trong dù đục thì cũng là cái ao. Dạ. Rồi bây giờ bạn trai, em hãy nói cho mọi người biết em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào. Thì ước mơ của em tìm được mẫu người bạn gái là vui vẻ, hòa đồng, biết hiếu hảo với cha mẹ, biết kính trên nhường dưới, trong tình cảm thì biết tin tưởng lẫn nhau. Còn gì khó hơn nữa không? Biết nấu ăn. Thôi cũng dễ nữa, gái ăn biết nấu để ăn được hay không thôi. Dạ, ăn chỉ cần đơn giản. Đơn giản thôi hả? Dạ. Cái mẫu hình có cao thấp gì không? Em thì cần người nữ cao 1m55, khoảng tầm khoảng 50kg là được. Vậy thôi đúng không? Dạ. Đơn giản. Em chị hỏi em sợ yêu xa nữa không? Dạ, cũng hơi hơi rung rung. Hơi rung rung. Dạ. Cảm gái xinh đẹp. Dạ.
có gì đâu rung. Nếu mình có bản lĩnh là xa cách mấy thì cái người kia dẫn tới luôn. Cái đó mới cái hay đó nha. Đó là mình phải mình coi như thế nào, không đặt vấn đề đó ra cụ thể. Bây giờ cái mẫu hình của em, người con trai của em như thế nào? Em thấy em rất là giống giống với bạn nam bên cạnh, là cũng thích một mẫu người hoạt bát hòa đồng. Và cũng không rượu chè cờ bạc thuốc lá. Về ngoại hình thì sao cũng được, cười duyên. Cười duyên á? Dạ. Chỉ cần nụ cười duyên dáng thôi. Dạ. Còn sao cũng được. Tất nhiên thì khi mà lên chương trình này em cũng muốn tìm một người mà gây cho em ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một người mà thật sự là chân ái. Em có quan trọng cái con giáp gì không hay là số tuổi gì không? Dạ, cái đó thì mẹ em rất là coi trọng luôn. Dạ. Tại mẹ vì, em nói tuổi gì? Dạ, em tuổi mùi. Cho mẹ nên tuổi là gì? Tuổi ngọ, tuổi tỵ, tuổi của anh là tuổi mão, tuổi dần. Là hợp đúng không? Là anh đó là trong anh trong bốn con giáp đó là anh đó lọt vô một con đúng không? Dạ, mà ảnh thuộc tam hợp luôn á. Rồi, dạ. Rồi. Vậy là mẹ chịu rồi đó. Hàng chi nãy giờ mẹ ngồi cười hoài. Đúng tuổi rồi ha. Qua coi đàn trai dễ nhìn không? Nụ cười, cười cái thấy có duyên không? Chào em. Dạ, chào chị. Bây giờ bạn này bạn nói là bạn không cần cái người đàn ông mà phải đẹp trai rồi này kia nọ. Bạn chỉ cần một người gọi là chân ái. Có. Đó. Rồi gặp một cái là phải tạo cái ấn tượng ngay và liền. Thì em suy nghĩ đi nha, cái cách nào để mà khi mà cái rào mở ra một cái là em phải tạo ấn tượng liền. Dạ. Giờ em không thích ở người phụ nữ là cái điều gì? Em không thích người phụ nữ là tánh hay nóng. Tại vì khi mà con người mà phụ nóng lên á là giống như là đẩy chúng ta đến một cái bờ vực, nó khoảng cách nó xa nhau. Em đã chuẩn bị gì cho cuộc hôn nhân rồi? Dạ. Ví dụ giờ lấy vợ về có chỗ ở chưa, ở với ai, kinh doanh hay phát triển kinh tế thế nào, có chuẩn bị hành trang trước chưa? Dạ em đến đây thì em cũng đã có chuẩn bị trước rồi. Nhà thì cũng có, nhà dưới quê cũng có. Trên đây công việc em cũng ổn định. Cũng có dành dụm một số tiền để chuẩn bị chờ bạn nữ bên kia là rước về. Rước về thôi, bây giờ chỉ là cưới rước về thôi. Gà viên anh cưới em luôn. Đàn ông là vậy đó, ta phải chuẩn bị sẵn sàng hết trơn. Bữa nay là em đi với mẹ đúng không? Dạ. Vậy để cho mẹ có ý kiến. Lời đầu tiên cho chị đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Qua cái cách nói chuyện của cháu thì cô thấy là rất là lễ phép. Về ngoại hình thì cô thấy cháu là một mẫu người đàn ông khỏe mạnh. Dạ, con cảm ơn cô. Thì mẹ thấy như vậy thì cho nhau cơ hội, con gái nên bấm nút. Đó, mẹ đã nói rồi đó. Cảm ơn nhà gái. Em đi với ai? Dạ, em xin đi với chị hai, anh ba, anh Tư và hai chồng của ship của công ty của em ạ. Trời ơi, một lực ship lượng quá hùng hậu luôn. Đó. Mời đại diện nhà trai ạ. Dạ, xin chào MC Huyền Linh. Chào MC Hồng Vân, xin chào bên nhà gái. Em xin đại diện là em là sếp của Chí. Nói chung là Chí là rất là tốt mọi mặt. Chí làm cho em gần 10 năm. Em tin tưởng và thương yêu Chí giống như là một đứa em ruột của em. Theo anh thì anh thấy bạn gái bên đây là rất là xinh. Nói chuyện rất là có duyên. Gia đình hai bên là anh thấy cũng phù hợp. Anh hy vọng là em bên nhà gái cho bên Chí cơ hội để tìm hiểu. Dạ, xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn ship. Cảm ơn ship nha. Bây giờ mình mở rào. Rồi đó, tấn công. Tới luôn. Bây giờ mình tặng từng từng món nè. Thôi anh. Anh có món quà bó hoa. Dạ. Và món quà tặng gửi tặng em. Ôi, em cảm ơn. Mở quà ra liền đi cô gái. Dạ. Dạ là một cái nhà đâu bằng gỗ. Rất là dễ thương. Như vậy là cái này là em mua hay em tự làm? Dạ, cái này á là em mua và có sự công phu của em trong đó vô. Có nghĩa là em chim vô đó hả? Em dạ. chim vô đó ha. Dạ, đây là cái sản phẩm mà cả đêm qua em rất là không ngủ để mà gắn em rất là không ngủ, tức là em đã gắn cái bản mối hẹn hò vô đây phải không? Dạ. Hãy cho nhau cơ hội em nhé. Trí Nguyễn, số điện thoại. Thật là duyên dáng. Em ấn tượng chưa? Đưa cho bạn gái coi. Em ấn tượng chưa? Em mất hồn chưa? Quá dữ luôn. Số điện thoại đó. Số điện thoại đẹp đó anh. Dạ. Hôm nay lần gặp đầu tiên em cũng có một quyển sách muốn tặng cho anh.
ở trong cuộc sống này có thiên biến vạn biến, chỉ có tình thân là bất biến. Hy vọng anh em mình đủ duyên để có thể trở thành người thân của nhau. Em thì hơi nóng tính một tí, cho nên là em rất thích đọc những quyển sách về tĩnh tâm. Mong anh cũng hãy đọc thử. Rồi, anh sẽ đọc. Nhưng em yên tâm đi, anh em nóng là anh sẽ không bao giờ gắt vào mũi. Dạ. Sẽ dung hòa lại em được hết. Dạ, dạ em cảm ơn. Thứ hai em cũng có món quà nhỏ gửi cho anh chị. Ồ vậy đó hả? Dạ, cho em xin đây. Phép ạ. À. Cho em gửi. Có anh nữa hả? Dạ có luôn ạ. Cảm ơn quá trời đất ạ. Trời nó kỹ dễ sao luôn. Chắc là viết đẹp quá trời đất luôn không? Cảm ơn cưng, cái này đồ cưng làm phải không? Dạ. Cảm ơn em trai nha. Trời ơi. Đẹp á. Trời ơi cưng ghê không? Bây giờ mình giao lưu văn nghệ cái cho nó vui vẻ cái này nói chuyện đi ha. Thì nào giờ ai cũng nói là cũng hát tệ hát dở chẳng á, nhưng hôm nay vì em anh sẽ lấy hết bình sinh của mình và hát một bài gọi là Lời Tỏ Tình Dễ Thương của Ngọc Sơn. Hay có quá. Gì mọi người quan nghĩ giúp em. Hơi người yêu em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh, những phút thần tiên bên em lòng ngắn ngày trào dâng trong lòng anh đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói. Yo yo, rằng anh yêu em. Yeah, yeah. Yêu em phút ban đầu. Rằng mình quen nhau trong ánh mắt em chờ. Yes, anh yêu em. Rồi, hay quá, rằng anh yêu em rồi đó. Lời tỏ tình dễ thương quá. Trời ơi. Dạ rồi, em được. Cảm ơn rất là nhiều. Bữa đám cưới hát bài này nha. Cái bạn gái đối lại liền cưng, nhà gái không để bị lép cưng, đối dạ, liền. Thì em cũng có một bài hát muốn tặng cho anh. Quý khán giả ở trường quay hôm nay thì là bài Ánh Nắng Của Anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Rồi, mời các bạn về vị trí ngồi đi. Lần đầu tiên trong đời chúng ta gặp nhau đó, mình trao đổi thử xem cảm nhận về nhau như thế nào. Lần đầu em gặp anh em có cảm giác như em có ấn tượng gì anh? Dạ, thì lần đầu tiên khi mà cái bức tường này kéo ra thì em thấy anh rất là vui tính và hòa đồng, cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, ấn tượng rất là tốt. Cảm ơn em. Dạ, anh thấy em thế nào? Ngoài sức tưởng tượng của anh thì em rất là xinh. Em cảm ơn. Thì như hồi nãy cô Hồng Vân cũng có chia sẻ là vị trí địa lý của mình hơi xa. Anh thì quê ở miền Tây, em quê ở trên Lâm Đồng, ở miền núi. Thì không biết là ví dụ như là mình tiến tới được với nhau á, thì anh thấy khoảng cách địa lý như thế nào? Khoảng cách địa lý nó không quan trọng. Quan trọng em chỉ cần cho anh một cơ hội, cỡ đâu anh cũng tới. Quá được. Cái buổi hẹn đầu tiên thì em xin phép gia đình của bạn nữ, và xin phép bạn nữ có thể có một cái dịp ngày nghỉ cuối tuần, anh sẽ mời em đi về quê anh. Yeah. Ở Cần Thơ có những món ăn hay là những dân dã của miền Tây, miền sông nước của mình. Em cũng rất là muốn có một cơ hội để đi miền Tây. Em cũng đã từng liên hệ với lại một công ty du lịch để làm một chuyến đi miền Tây với mẹ em, nhưng mà vẫn chưa có dịp. Đấy, anh sẽ là người hướng dẫn cho em. Trời ơi. Lánh lẹn duyên dáng. Em thấy ấn tượng ghê không? Đàn gặp trai hơi bị được đấy. Rất là ga lăng ạ. Bắt lấy cơ hội liền ha. Dạ. Rồi bây giờ mình bàn tới, nếu như mình hợp với nhau đủ thứ, mình hiểu nhau nè, khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân? Nhưng mà tiến tới rồi ở đâu nữa? Thuận duyên với nhau thì 6 tháng đến 1 năm, nếu được thì ra duyên mình cưới nhau. Còn cái đơn vị công tác đó, thì nếu được thì mình cùng công tác ở tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thuận tiện hơn. Còn quan điểm của em như thế nào? Để khi em có thể trao đổi với nhau, thì để nếu mà mình hợp á,
là mình có thể sắp xếp lại được hết. Không, cái chuyện đó không có quan trọng, chuyện đó. Em thì hôm nay mục đích lên chương trình là để kiếm một người thật sự là hợp, hiểu, bao dung em. Nên là nếu mà được thì cũng 6 tháng tới 1 năm em cũng muốn lập gia đình. Hay quá. Còn về vị trí thì chỉ cần đủ yêu nhau thì ở đâu cũng được. Đặc thù công việc của em thì làm ở đâu cũng được. Nên em cũng không quá lo về vấn đề công việc. Chỉ quan trọng là người nắm tay em cùng đi là như thế nào. Hay quá. Cái đó chuyện nắm tay sắc. Cùng em, anh sẽ nắm được đi đến những nơi mà em muốn, là cùng em xây đắp những món quà anh đó tôi làm tặng cho em. Xây nhà đó phải không? Ngôi nhà này đó phải không? Đứa trẻ và những âm thanh, những tiếng vui đùa của trẻ thơ. Trời, quá đẹp. Trời ơi, bởi vì thiệt á. Rồi, bây giờ thế này, hai bạn hãy tiến tới, nắm tay nhau, đối diện nhau, mỗi người nói một câu nào đó, rút ruột, rút gan của mình, nói tận đáy lòng của mình, hãy truyền cảm xúc cho nhau. Anh xin phép và em nói một câu nào đó. Anh xin có thể mượn tay em không ạ? Ủa gì vậy? Gì vậy? Ông rợ ở đâu vậy? Ông nói tôi nghe, ông rợ ở đâu? Cái trái tim ông nằm bên nào? Bên tay phải. Tim nào mà nằm bên tay phải? Trời. làm em coi. Rung quá lên lộn. Rung quá tay phải. Nhưng mà bên nào em cũng nghe được. Bên đây là mạch thôi, còn bên đây mới là tim nè. Đập tới bên kia không có tim mà cũng nghe được luôn. Mạch đập còn thì, mạnh hơn tim nữa. Anh đó không được trai, không biết ga lăng, không có biết tỏ tình giống như trai Hàn Quốc. Nhưng anh có một trái tim nồng ấm, có một cái sự chân thành. Dù trong xảy ra bất cứ hoàn cảnh như thế nào thì anh sẽ sẵn sàng luôn nắm tay em, cùng em vượt qua tất cả những khó khăn, để mình xây một cái tổ ấm cho hạnh phúc vô duyên của hai ta. Trời ơi. Mong em hãy cho anh một cơ hội. Dạ, bấm nút nha anh. Dạ. Rồi, tới gì ghế. Bấm nút anh rồi, hay quá, dễ thương quá. Phụ nữ rất cần những người đàn ông nói như thế. Tôi cũng học hoài mà tôi nói không được luôn á. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem mình có hẹn hò hay không. Chuẩn bị 3, 2, 2 1. Hết thời gian. Bây giờ là chính thức hẹn hò, nắm tay nhau. Rồi, xin phép bác và gia đình hai bên. Dạ, con xin xin phép gia đình nhà trai. Con xin phép gia đình nhà gái và nhà trai. Đó, em cũng cho phép hai đứa chúng con được tìm hiểu với nhau. Và thuận duyên thì cho chúng con được đến với nhau. Hứa. Và con hứa sẽ dùng hết tất cả khả năng của mình và để làm một bờ vai vững chãi để bảo vệ cho em, để xây dựng hạnh phúc cho tương lai của mình. Dạ, dạ chào nhà trai. Dạ, mẹ, hôm nay tham dự chương trình này thì con cũng rất là nhiều điều muốn nói. Đến tận 29 tuổi thì con vẫn còn làm mẹ buồn vì vẫn chưa kiếm được một chàng rể quý. Nhưng mà hôm nay con tìm được rồi thì xin phép nhà trai cho con bắt rể. Trời ơi. Cưng nghe không? Rồi bắt đầu xin. Rồi xin mẹ đi. Đúng rồi, xin dạ, mẹ. Dạ con xin phép bác. Mẹ. Xin phép mẹ. Rồi xin phép em cho anh được không? Dạ. Hồn á hả? Hai đứa thật sự là hôm nay anh rất thích cặp này nha. Mong rằng tụi em sớm nên duyên. Dạ. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nếu các bạn cưới nhau, các bạn sẽ sử dụng miễn phí 1 năm luôn. Dạ, cảm ơn. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher. Bây giờ mình thoải mái lên nha. Cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi, rất là vui. Hy vọng rằng nó sẽ vận vào cặp đôi thứ hai tiếp tục thành công nữa. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến em MC Quyền Linh rồi và chị Hồng Vân. Tất cả các khán giả đang xem trong buổi ngày hôm nay. Chào bạn nữ kế bên và chào tất cả các quý vị khán giả đang xem đài. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tấn Phát. Năm nay em 26 tuổi, em sinh năm 1994.
Em giới thiệu về mình đi nào. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân. Chú rung hả? Không có rung. Chú Quỳnh Linh cùng bạn trai và cùng toàn thể quý khán giả, em xin giới thiệu, em tên là Phan Thị Hợi, sinh năm 1995, em quê ở Nghệ An. Và hiện tại em đang làm điều dưỡng tại Bệnh viện Nhi Cần Thơ. Em trai là ở đâu? Em đang hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Sóc Trăng luôn. Cần Thơ qua rồi. Sóc Trăng luôn, sát bên luôn. Dạ. Trời, vậy mừng quá. Em hãy cho bên đàn gái biết ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, khuyết điểm của em là tính của em là nó rất là lười biếng. Hai cái đam mê lớn nhất của em là đam mê ăn và đam mê ngủ. Và cũng từ những cái mà khuyết điểm đó nó lại sinh ra một cái ưu điểm lớn của em. Đó chính là em rất là đam mê kiếm tiền. Có nghĩa là hiện tại em sẽ kiếm đủ cái số tiền để sau này để mình về hưu á, mình được tận hưởng cái cuộc sống của mình, đó là mình được ăn thoải mái, ngủ thoải mái hơn. Trời ơi, chưa gì tính về hưu rồi. Ông 26 tuổi mà ông làm thế ớn thiệt chứ. Giờ dạ. Nghe là thấy yên ổn rồi đúng không? Dạ. Để hỏi ông coi ông lo được tới đâu rồi. Dạ, chào, chào chị. Sao nãy giờ nhà cửa mua được chưa nè? Dạ, hiện tại thì em cũng có nhà riêng. Nhưng mà sau này thì em mong muốn là sẽ về làm dâu ở sống chung với ba mẹ. Tại vì em ở nhà em là con út trong gia đình. Rồi á, là bây giờ á, coi như em lấy vợ về á, là em nuôi được vợ luôn chưa? Dạ, về vấn đề này á, thì em có thể là nuôi được. Dạ. Tuy nhiên là em thích đi làm hay là ở nhà chồng nuôi? Dạ, em thích đi làm. Đồng ý không? Dạ, vẫn đi làm bình thường được. Thì có thể là mình có thể là mình về nhà mình tự mở cửa hàng mình kinh doanh cũng được. Dạ. Ủa nhưng mà em gái em ở Cần Thơ, mở với ai vậy? Em ở trọ, nhưng mà trước thì em ở nhà bác. À, vậy thì hợp lý rồi đó em. Dạ. Nếu mà em muốn xin về bệnh viện Sóc Trăng á, dạ, là anh sẽ hỗ trợ cho em xin gì đó luôn. Quá hay, anh Linh quá hay. Dạ, em cảm ơn chú Quỳnh. Nhưng mà bây giờ hỏi cái chuyện tình duyên của bạn đi. Bạn là mấy mối tình rồi? Dạ, nói ra sợ mọi người cười chứ em cũng được một mối tình rưỡi rồi đó. Cái một là sao mà cái rưỡi là sao? Cái rưỡi là do có tìm hiểu nhưng mà rồi cũng không hợp nhau, cũng không tới đâu. Còn cái một đó là gọi là mối tình mà khắc cốt ghi tâm nhất của em. Mấy năm? Dạ thực chất là quen nhau chỉ có 3 tháng thôi. 3 tháng mà khắc cốt ghi tâm. Chắc là mối tình đầu đúng không? Dạ đúng rồi, là mối tình đầu mà nếu mà nói ra cái khoảng thời gian đó chắc anh với chị cũng sẽ còn mắc cười hơn nữa. Là sao, nói coi có cười không? Đó là em quen người bạn gái đầu tiên của em là lúc đó em mới học lớp 9. Chịu sớm vậy đó hả? Dạ khoảng 15 tuổi. Thực ra cái mối tình đó nó để lại cho em rất là nhiều kỷ niệm. Rồi. Nó cũng là cái động lực để mà em phấn đấu như bây giờ vậy đó. Dạ. Bởi vì khắc cốt ghi tâm là đúng rồi. Dạ. Nói chung là tình cảm bạn này cũng chưa có gì sâu sắc lắm. Về tình yêu cũng chưa có trải nghiệm nhiều. Dạ. Còn bạn gái bên kia? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, cũng biết nấu ăn, theo thùa chút xíu. Còn